gì? Bồ Tát Địa Tạng độ chúng sanh trong địa ngục. Độ loại chúng sanh nào vậy? Chúng ta phải hiểu rõ. Ở trong Phật Pháp thường nói, Phật không độ người không có duyên. Chúng sanh không có duyên, Phật Bồ Tát độ không nổi. Phật độ chúng sanh cũng giống như ở thế gian này của chúng ta vậy. Phật Bồ Tát độ người ở trong thế gian này của chúng ta, người đó cũng phải có duyên với Ngài. Không có duyên Ngài cũng không độ nổi. Không có duyên tức là không nghe theo lời chỉ dạy, không tin tưởng. Đối với họ, Phật Bồ Tát cũng đành chịu thôi. Độ chúng sanh ở trong địa ngục, trường hợp này cũng như vậy. Xin nói với quý vị đồng tu, chúng sanh ở trong địa ngục, cơ hội được độ ít hơn so với dân gian chúng ta. Bạn muốn hỏi đạo lý gì vậy? Phật đã từng nói ở trong kinh rằng, giàu có khó học đạo, nghèo cùng khó học đạo. Người giàu có hằng ngày hưởng lạc, bạn bảo họ đến đây để nghe kinh niệm Phật, họ chịu không nổi, họ sẽ không đến. Mỗi ngày ba bữa ăn còn chẳng đủ đo, bạn bảo họ đến đây để nghe kinh 2 giờ đồng hồ, họ đứng ngồi không yên, họ suy nghĩ không biết ngày mai làm sao có cơm để ăn. Cho nên cơ duyên được độ nhiều nhất là những gia đình bậc trung, đời sống tạm ổn, cũng không phải quá giàu có, cũng không phải quá bần tiện, đời sống có thể tạm ổn, gia đình bậc trung. Quý vị thử nhìn thật kỹ, người đến Phật đường chúng ta để nghe kinh, để niệm Phật, đều chẳng phải là loại chúng sanh này hay sao? Dùng cái ví dụ này để xem lục đạo. Cõi trời cũng giống như nhà giàu có. Phật độ chúng sanh ở cõi trời không dễ đâu. Người độ được rất ít. Độ chúng sanh ở ba đường ác cũng khó. Ba đường ác cũng giống như nhà bần tiện vậy. Đặc biệt là địa ngục. Khổ nạn quá nhiều rồi, rất khó quay đầu. Phật Bồ Tát gặp được họ, chỉ dạy cho họ, nhưng thật không dễ gì tiếp nhận. Ở trong ác đạo, những chúng sanh nào có thể được độ vậy? Thưa với quý vị, vẫn là người thiện căn phước đức sâu vậy. Tôi muốn hỏi bạn, thiện căn phước đức sâu dày tại sao bị đọa địa ngục? Đọa địa ngục là nhất thời hồ đồ, sai chỉ một niệm, tạo nên ác nghiệp địa ngục. Đã tạo nghiệp ngũ nghịch thập ác. Thiện căn của họ quả thực rất dày. Người này đọa vào địa ngục, Bồ Tát Địa Tạng giúp họ tương đối dễ dàng thôi. Bồ Tát chỉ dạy, họ thật sự sám hối ngay, thật sự quay đầu, thật sự giác ngộ rồi, một niệm cũng có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Cho nên pháp môn tịnh độ thù thắng không thể nghĩ bàn. Cửu giới chúng sanh, từ Bồ Tát cho đến tận địa ngục A Tỳ, chúng sanh chính pháp giới đều bình đẳng được độ. Pháp môn này hy hữu,
84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, khiến tất cả chúng sanh bình đẳng, được độ. Ngoài pháp môn này ra, tìm không ra pháp môn thứ hai nào nữa. Chúng ta cần hiểu rõ sự thật này. Gặp được pháp môn này thật không dễ dàng. Gặp được nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Khi nào chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc vậy? Càng sớm càng tốt. Còn chờ đợi gì nữa chứ? Cái thế giới này quá khổ rồi, vẫn xả không được. Muốn chịu khổ thêm một chút nữa, khổ vẫn chưa ngán hay sao? Càng sớm càng tốt. Nhất định phải dụng công, nhất định phải nỗ lực.